Xin chào quý khán giả đang xem kênh Thanh Tấn Mexico. Hôm nay em Hà xin giới thiệu đến quý khán giả một dòng tã người lớn, là một thiết kế dành riêng cho những người phụ nữ mang thai, người già và những người gặp về tình trạng về vấn đề bài tiết. Trên tay em Hà đây là dòng sản phẩm M3, một gói như vậy gồm 14 miếng, được cấu tạo bởi 5 lớp, mỏng, nhẹ, thoáng mát, dễ hấp thu. Sản phẩm gồm có hai size, size M3, dùng cho những người có vòng eo từ 80 đến 100 cm, sản phẩm L3 cho những người có vòng eo từ 110 đến 140 cm, có độ thẩm thấu từ 1200 ml. Sản phẩm được nhập khẩu từ Đan Mạch, giúp người dùng tạo cảm giác thoải mái, khô ráo, độ khô ráo tới 100%, giúp cho người mang cảm giác thoải mái và độ co giãn có thể kéo giãn ra như thế này. Và bên cạnh khác nữa, hạn sử dụng là 5 năm từ ngày sản xuất. Lưu ý một số tình trạng của sản phẩm như trong tã có bị ố vàng, hoặc là bị ngà trắng ngà, hoặc là trắng. Đó là tình trạng khi xử lý chất BPS và nhà sản xuất ABS xin cam đoan đó là tình trạng không ảnh hưởng gì đến chất lượng của sản phẩm. Với những chia sẻ vừa rồi, em Hà mong quý khán giả sẽ tìm được một giải pháp tối ưu với dòng tã Abena. Xin chào quý khán giả và hẹn quý khán giả trong các video tiếp theo.